Chiều ngày 10 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi tại thành phố Hồ Chí Minh trên đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5. Tại đây, nhiều công an làm nhiệm vụ, toàn bộ người ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ. Trong sáng cùng ngày, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Lê Dương, sinh năm 1991. Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi là con trai của ông Lê Đức Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, về tội điều động người không đủ điều kiện, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra, ngày 30 tháng 9, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển, thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô thực hiện hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt, trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5 tháng 8 năm 2023. Xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn, làm 5 người chết, 3 người bị thương. Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang điều tra tin báo về tội phạm tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 10 năm 2023 về vụ việc có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Ngày 30 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi để lập biên bản vi phạm hành chính với 8 lỗi, tổng số tiền đề xuất xử phạt là 90 triệu đồng. Trong đó, có 2 hành vi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1 đến 3 tháng,